Lại nữa, thiện hiện, các đại Bồ Tát đối với các chỗ sâu xa như thế nên nương vào ý nghĩa tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa mà thẩm xét tư duy, suy lường quán sát nên nghĩ thế này. Nay ta nên an trụ như bát nhã ba la mật đa sâu xa đã nói. Nay ta nên học như bát nhã ba la mật đa sâu xa đã nói. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát đối với các chỗ sâu xa như thế thường nương vào ý nghĩa tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa thẩm xét tư duy, suy lường quán sát, an trụ như bát nhã ba la mật đa sâu xa đã nói, học như bát nhã ba la mật đa sâu xa đã nói, thì đại Bồ Tát ấy do thường tinh cần tu học như vậy, nương vào bát nhã ba la mật đa sâu xa, khởi tâm nhất niệm, còn có khả năng thâu nhiếp vô số vô lượng vô biên công đức, vượt vô lượng kiếp sanh tử lưu truyền, mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Cũng là thường tu bát nhã ba la mật đa, không gián đoạn, thường an trụ tác ý tương ưng quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, như người mê đắm ái dục cùng với người con gái đẹp, hai bên yêu nhau cùng nhau hẹn ước, người con gái kia bị trở ngại không đến chỗ đúng hẹn được, người này dục tâm bừng cháy liên tục lưu chuyển, thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Dục niệm của người ấy chuyển về nơi nào? Bạch Thế Tôn, dục niệm của người ấy hướng về người nữ, người ấy nghĩ thế này: khi nào nàng sẽ đến đây để cùng nhau vui chơi? Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Nếu cả ngày đêm thì người ấy có bao nhiêu dục niệm phát sanh? Bạch Thế Tôn, kể cả ngày đêm thì người ấy sanh dục niệm rất nhiều. Phật dạy: này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát nương vào bát nhã ba la mật đa sâu xa, khỏi một niệm học như bát nhã ba la mật đa sâu xa đã dạy, thì số kiếp vượt thoát sanh tử lưu truyền so với số lượng dục niệm của người đam mê ái dục đã khởi trải qua một ngày đêm bằng nhau. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy nương theo nghĩa lý mà bát nhã ba la mật đa đã dạy, tư duy tu học, theo đó có khả năng giải thoát những lầm lỗi chướng ngại cho quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy, đại Bồ Tát ấy nương vào bát nhã ba la mật đa sâu xa, tinh cần tu học để chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát an trụ như bát nhã ba la mật đa sâu xa đã dạy, trải qua một ngày một đêm, thì công đức đạt được này, giả sử hữu tình, thì cả hằng hà sa tam thiên đại thiên thế giới chư Phật cũng chẳng thể dung nạp hết. Giả sử các công đức khác đầy cả hằng hà sa tam thiên đại thiên thế giới của chư Phật, so với công đức này chẳng bằng 1%, chẳng bằng 1/1000, chẳng bằng 1/100.000, chẳng bằng 1% ức, chẳng bằng 1/1000 ức, chẳng bằng 1/100.000 ức, chẳng bằng 1/100.000.000, chẳng bằng 1/1000.000.000, chẳng bằng 1/100.000.000.000, số phần, toán phần, kế phần, dụ phần, nói rộng như thế, cho đến chẳng bằng 1/1 của cực số. Lại nữa, thiện hiện, nếu đại Bồ Tát xa lìa bát nhã ba la mật đa, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp bố thí cúng dường ngôi báu Phật pháp tăng, thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Đại Bồ Tát ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp: bạch Thế Tôn, rất nhiều, bạch thiện thệ, rất nhiều, phước ấy vô số vô lượng vô biên. Phật dạy: này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát nương vào bát nhã ba la mật đa sâu xa, trải qua một ngày một đêm như lời dạy mà tu học, thì công đức đạt được còn nhiều hơn công đức kia. Vì sao? Này thiện hiện, vì bát nhã ba la mật đa sâu xa là cỗ xe của các đại Bồ Tát ấy, cưỡi lên cỗ xe này mau đến quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, thiện hiện, nếu đại Bồ Tát xa lìa bát nhã ba la mật đa, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp cung kính cúng dường dự lưu Nhất Lai Bất Hoàn, A La Hán, Độc Giác, Bồ Tát và chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Đại Bồ Tát ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp: bạch Thế Tôn, rất nhiều, bạch thiện thệ, rất nhiều, phước ấy vô số vô lượng vô biên. Phật dạy: này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát nương vào bát nhã ba la mật đa sâu xa, trải qua một ngày một đêm như lời dạy mà tu học, thì công đức đạt được hơn công đức kia rất nhiều. Vì sao? Này thiện hiện, vì chư đại Bồ Tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, vượt qua địa vị thanh văn và độc giác, mau nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, lại có khả năng tu hành các hạnh Bồ Tát, mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, thiện hiện, nếu đại Bồ Tát xa lìa bát nhã ba la mật đa, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp, tinh cần tu học bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn tịnh lợi bát nhã ba la mật đa, thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Đại Bồ Tát ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Thiện Thệ rất nhiều, phước ấy vô số, vô lượng, vô biên. Phật dạy: Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát ấy nương vào lời dạy của Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa mà an trụ, trải qua một ngày một đêm tinh cần tu học bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì công đức đạt được hơn công đức kia rất nhiều. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa là mẹ các Đại Bồ Tát. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa có khả năng sanh ra chúng Đại Bồ Tát. Tất cả chúng Đại Bồ Tát nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa mau chóng viên mãn tất cả Phật Pháp. Lại nữa Thiện Hiện, nếu hữu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp dùng pháp bố thí cho tất cả hữu tình, thì này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Đại Bồ Tát ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Thiện Thệ rất nhiều, phước ấy vô số, vô lượng, vô biên. Phật dạy: Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát nương vào lời dạy của Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa mà an trụ, trải qua một ngày một đêm, dùng pháp bố thí cho tất cả hữu tình, thì công đức đạt được rất nhiều so với công đức kia. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là xa lìa trí nhất thiết trí, nếu Đại Bồ Tát chẳng xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là chẳng xa lìa trí nhất thiết trí. Vì vậy, này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột thì chẳng nên xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp tu hành bố thí Ba La Mật Đa, tu hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Đại Bồ Tát ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Thiện Thệ rất nhiều, phước ấy vô số, vô lượng, vô biên. Phật dạy: Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát nương vào lời dạy của Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa mà an trụ, trải qua một ngày một đêm, tu hành bố thí Ba La Mật Đa, tu hành tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì công đức đạt được rất nhiều so với công đức kia. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì nếu Đại Bồ Tát chẳng lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột của Phật mà có sự thối chuyển thì không có việc đó. Nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột của Phật mà có sự thối chuyển thì việc này có thật. Vì vậy, này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột thì chẳng nên xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp, an trụ pháp không nội, an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Thì này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Đại Bồ Tát ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Thiện Thệ rất nhiều, phước ấy vô số, vô lượng, vô biên. Phật dạy: Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát nương vào lời dạy của Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa mà an trụ, trải qua một ngày một đêm an trụ pháp không nội, an trụ pháp không ngoại, cho đến pháp không không tánh tự tánh, thì công đức đạt được rất nhiều so với công đức kia. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì nếu Đại Bồ Tát chẳng xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột của Phật có sự thối chuyển thì không có việc đó. Nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột của Phật mà có sự thối chuyển thì đó là việc dĩ nhiên. Vì vậy, này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì chẳng nên xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp an trụ chân như, an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Thì này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Đại Bồ Tát ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Thiện Thệ rất nhiều, phước ấy vô số, vô lượng, vô biên. Phật dạy:
Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nương vào lời dạy của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa mà an trụ, trải qua một ngày một đêm an trụ chân như, an trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, thì công đức đạt được rất nhiều so với công đức kia. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu Đại Bồ Tát chẳng xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có thối lui thì không có việc đó. Nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối lui thì đó là việc dĩ nhiên. Vì vậy này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì chẳng nên xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, giả sử trải qua hàng hà sa số đại kiếp, tu hành bốn niệm trụ, tu hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Đại Bồ Tát ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Bạch Thiện Thệ, rất nhiều. Phước ấy vô số, vô lượng, vô biên. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nương vào lời dạy của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa mà an trụ, trải qua một ngày một đêm tu hành bốn niệm trụ, tu hành bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, thì công đức đạt được rất nhiều so với công đức kia. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu Đại Bồ Tát chẳng xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối lui thì không có việc đó. Nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột có sự thối lui thì đó là việc dĩ nhiên. Vì vậy này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì chẳng nên xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, giả sử trải qua hàng hà sa số đại kiếp, an trụ thánh đế khổ, an trụ thánh đế tập diệt đạo, thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Đại Bồ Tát ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Bạch Thiện Thệ, rất nhiều. Phước ấy vô số, vô lượng, vô biên. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nương vào lời dạy của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa mà an trụ, trải qua một ngày một đêm an trụ thánh đế khổ, an trụ thánh đế tập diệt đạo, thì công đức đạt được rất nhiều so với công đức kia. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu Đại Bồ Tát chẳng xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối lui thì không có việc đó. Nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối lui thì đó là việc dĩ nhiên. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì chẳng nên xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, giả sử trải qua hàng hà sa số đại kiếp, tu hành bốn tịnh lự, tu hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc, thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Đại Bồ Tát ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Bạch Thiện Thệ, rất nhiều. Phước ấy vô số, vô lượng, vô biên. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nương vào lời dạy của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa mà an trụ, trải qua một ngày một đêm tu hành bốn tịnh lự, tu hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc, thì công đức đạt được rất nhiều so với công đức kia. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu Đại Bồ Tát chẳng xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối lui thì không có việc đó. Nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối lui thì đó là việc dĩ nhiên. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì chẳng nên xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, giả sử trải qua hàng hà sa số đại kiếp, tu tám giải thoát, tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ, thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Đại Bồ Tát ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Bạch Thiện Thệ, rất nhiều. Phước ấy vô số, vô lượng, vô biên. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nương vào lời dạy của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa mà an trụ, trải qua một ngày một đêm tu tám giải thoát, tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ, thì công đức đạt được rất nhiều so với công đức kia. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu Đại Bồ Tát chẳng xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì không có việc đó.
Nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì đó là việc dĩ nhiên. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì chẳng nên xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Lại nữa, thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp, tu hành pháp môn giải thoát không, tu hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Đại Bồ Tát ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều, phước ấy vô số, vô lượng, vô biên. Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nương vào lời dạy của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa mà an trụ, trải qua một ngày một đêm tu pháp môn giải thoát không, tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, thì công đức đạt được rất nhiều so với công đức kia. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu Đại Bồ Tát chẳng xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì không có việc đó. Nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì đó là việc dĩ nhiên. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì chẳng nên xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Lại nữa, thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp, tu hành bậc cực hỷ, tu hành bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực năng thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Đại Bồ Tát ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều, phước ấy vô số, vô lượng, vô biên. Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nương vào lời dạy của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa mà an trụ, trải qua một ngày một đêm tu hành bậc cực hỷ, tu hành bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, thì công đức đạt được rất nhiều so với công đức kia. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu Đại Bồ Tát chẳng xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì không có việc đó. Nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì đó là việc dĩ nhiên. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì chẳng nên xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Lại nữa, thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp, tu hành năm loại mắt, tu hành sáu phép thần thông, thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Đại Bồ Tát ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều, phước ấy vô số, vô lượng, vô biên. Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nương vào lời dạy của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa mà an trụ, trải qua một ngày một đêm tu hành năm loại mắt, tu hành sáu phép thần thông, thì công đức đạt được rất nhiều so với công đức kia. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu Đại Bồ Tát chẳng xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì không có việc đó. Nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì đó là việc dĩ nhiên. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì chẳng nên xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Lại nữa, thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp, tu hành tất cả pháp môn Tam Ma Địa, tu hành tất cả pháp môn Đà La Ni, thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Đại Bồ Tát ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều, phước ấy vô số, vô lượng, vô biên. Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nương vào lời dạy của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa mà an trụ, trải qua một ngày một đêm tu hành tất cả pháp môn Tam Ma Địa, tu hành tất cả pháp môn Đà La Ni, thì công đức đạt được rất nhiều so với công đức kia. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu Đại Bồ Tát chẳng xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì không có việc đó. Nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì đó là việc dĩ nhiên. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì chẳng nên xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa.
Lại nữa, thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp, tu hành 10 lực Phật, tu hành 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Đại Bồ Tát ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều, phước ấy vô số, vô lượng, vô biên. Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nương vào lời dạy của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa mà an trụ, trải qua một ngày một đêm tu hành 10 lực Phật, tu hành 4 điều không sợ, cho đến 18 pháp Phật bất cộng, thì công đức đạt được rất nhiều so với công đức kia. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu Đại Bồ Tát chẳng xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì không có việc đó. Nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì đó là việc dĩ nhiên. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì chẳng nên xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp, tu hành pháp không quên mất, tu hành tánh luôn luôn sản, thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Đại Bồ Tát ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều, phước ấy vô số, vô lượng, vô biên. Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nương vào lời dạy của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa mà an trụ, trải qua một ngày một đêm tu hành pháp không quên mất, tu hành tánh luôn luôn xả, thì công đức đạt được rất nhiều so với công đức kia. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu Đại Bồ Tát chẳng xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì không có việc đó. Nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì đó là việc dĩ nhiên. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì chẳng nên xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Lại nữa, thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp, tu hành trí nhất thiết, tu hành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Đại Bồ Tát ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều, phước ấy vô số, vô lượng, vô biên. Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nương vào lời dạy của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa mà an trụ, dù trải qua một ngày một đêm, tu hành trí nhất thiết, tu hành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, thì công đức đạt được hơn công đức kia rất nhiều. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu Đại Bồ Tát chẳng xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì không có việc đó. Nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì đó là việc dĩ nhiên. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì chẳng nên xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Lại nữa, thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp, tu hành các môn tài thí, pháp thí, ở chỗ thanh vắng, cắn chặt tư duy với việc tu hành trước, các vị tất cả hữu tình hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Đại Bồ Tát ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều, phước ấy vô số, vô lượng, vô biên. Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nương vào lời dạy của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa mà an trụ, trải qua một ngày một đêm tu hành các môn tài thí, pháp thí, ở chỗ thanh vắng gắn chặt tư duy với việc tu hành trước, pháp vì tất cả chúng sanh hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Đại Bồ Tát ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều, phước ấy vô số, vô lượng, vô biên. Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nương vào lời dạy của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa mà an trụ, trải qua một ngày một đêm tu hành các môn tài thí, pháp thí, ở chỗ thanh vắng cắn chặt tư duy với việc tu hành trước, các vị tất cả chúng sanh hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì công đức đạt được hơn công đức kia rất nhiều.
vì sao? Này thiện hiện, vì nương vào bát nhã ba la mật đa sâu xa mà phát khởi sự hồi hướng, nên biết đó là sự hồi hướng tối thắng. Còn xa lìa bát nhã ba la mật đa mà phát khởi hồi hướng, thì nên biết không gọi là sự hồi hướng tối thắng. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì chẳng nên xa lìa bát nhã ba la mật đa sâu xa để tu hành, vì khắp tất cả hữu tình mà hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát xa lìa bát nhã ba la mật đa, giả sử trải qua hàng hà sa số đại kiếp, duyên khắp thiện căn công đức của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và các đệ tử ở quá khứ vị lai hiện tại hòa hợp tùy hỷ, vì khắp tất cả hữu tình hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Đại Bồ Tát ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, rất nhiều, bạch thiện thệ, rất nhiều, phước ấy vô số, vô lượng, vô biên. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nương vào lời dạy của Bát Nhã Ba La Mật Đa mà an trụ, trải qua một ngày một đêm, duyên khắp thiện căn công đức của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và các đệ tử ở quá khứ vị lai hiện tại hòa hợp tùy hỷ, vì khắp tất cả hữu tình hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì công đức đạt được hơn công đức kia rất nhiều. Vì sao? Này thiện hiện, vì tất cả thiện căn công đức mà tùy hỷ hồi hướng đều lấy bát nhã ba la mật đa sâu xa làm đầu. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, thì chẳng nên xa lìa bát nhã ba la mật đa sâu xa, mà đối với các thiện căn hòa hợp tùy hỷ, vì khắp tất cả hữu tình hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy thì phân biệt việc làm đều chẳng phải thật có, thì vì nhân duyên gì mà các Đại Bồ Tát ấy được phước vô số, vô lượng, vô biên? Bạch Thế Tôn, phân biệt việc làm chẳng có thể phát khởi chánh kiến chân thật, chẳng có thể hướng vào chánh tánh ly sanh, chẳng có thể đắc quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc quả vị độc giác, cũng chẳng có thể đắc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói, phân biệt việc làm chẳng có thể phát khởi chánh kiến chân thật, chẳng có thể hướng vào chánh tánh ly sanh, chẳng có thể đắc quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc quả vị độc giác, cũng chẳng có thể đắc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này thiện hiện, các Đại Bồ Tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, thì biết tất cả các loại phân biệt việc làm là không, không có sở hữu, hy vọng, chẳng thật,